mọi người, lại là Louis năm 184 đây. Nhưng mà tập ngày hôm nay chính là tập cuối cùng mình nói câu này. Còn lý do, hôm nay mình sẽ xưng đế và thống nhất cả bản đồ. Thế thôi. Để cho tiến trình nó đi đúng hướng thì tông bô mình sẽ giao lại cho quân đoàn 2. Còn mình chỉ tập trung đánh sĩ tiếp thôi. Thế nên là bây giờ mình sẽ vận chuyển tài nguyên đến chỗ của Lữ Bố. Để khi mà mình đánh mình sẽ không phải đợi một khoảng thời gian vận chuyển tiếp tế thêm nữa. Vận chuyển một lần thật nhiều cho nó xứng đáng. Ngoài ra thì mình phải chiêu thêm lính vận chuyển đến nữa. Để đảm bảo là cứ đánh là thắng, bách chiến bách thắng. Chứ không là phải đợi thêm thời gian tốn thêm một tập nữa. Mà khi tập này hoàn thành thì cũng là ngày cuối cùng của năm 2021 rồi. Nó quá hợp lý. Và sau khi hoàn thành cái series này rồi thì mình sẽ làm một vài video về cách phối hợp tướng và chiến thuật công và thủ thành. Và mình cùng nhau đợi đến bản update vào khoảng tháng 2 2022. Ok, và giờ chúng ta chỉ đợi đến việc chiêu binh xong, vận chuyển đến và bắt đầu tấn công thôi.
Cuối cùng thì quân đoàn 2 cũng chứng tỏ được giá trị của mình trong việc thống nhất bản đồ rồi đấy. Chiếm được Vinh Lăng đồng nghĩa với Tông Bôn chỉ còn lại một thành duy nhất. Lúc này thì mình có thể phái người đi chiêu hàng. Vâng, cho Tư Mã Chiêu đi thôi. Sau khi mình tiêu diệt được Tông Bôn rồi thì Sĩ Tiếp sẽ đẩy mạnh quá trình chiêu binh mãi mã. Cho nên khi đánh Sĩ Tiếp mình sẽ phải đối đầu với cả một quân đoàn lớn, chứ không có đùa đâu. Ok, bây giờ lương tiền đã đến rồi, cho nên mình sẽ đánh Vĩnh Sương trước. Đánh xong Vĩnh Sương thì mình cần bổ sung lính, mình mới đánh tiếp tục được. Hiện tại thì số lính chỉ đảm bảo cho mình đánh chiếm được Vĩnh Sương mà thôi.
Vĩnh Xương thì đã chiếm, lính thì cũng đã huấn luyện xong, giờ thì giao cho Triệu Vân vận chuyển lính đến thôi. Bắt đầu từ giờ thì chỉ chờ Triệu Vân giao hàng thôi. Giao xong thì chúng ta sẽ tiêu diệt sĩ tiếp và thống nhất bản đồ. Tôn Bôn thì chắc chắn nằm trong tay mình rồi. Mà sao gần tới lúc thống nhất rồi thì thiên tai gì quá trời. Sắp thống nhất rồi cho nên mấy nhiệm vụ này thích thì làm, không thích thì thôi. Trừ mấy cái quan trọng ra sợ dính tiếng xấu thì cứ làm. Còn về độ trung thành thì khó mà phản vào lúc này lắm. Tại mình nắm được hết bản đồ rồi mà. Đùa nhau à, lúc bình thường sao không đánh đi? Lúc mình cho đi chiêu hàng thì lại đi đánh. Bỏ tài thiệt sự. Giờ mà chiêu được mới là lạ. Đang đánh rồi, thiệt tình. Sao, chiếm luôn rồi. Giờ chỉ hy vọng là tiếp mình đánh sĩ tiếp thôi. Nhưng mà nguy cơ cao là nó đứng nhìn. Giờ thì cứ mua đồ cho vui thôi. Thích thì mua. Quan trọng là lên chức vương nè. Đúng rồi, đủ luôn. Trùng hợp tới mức là chuẩn bị thống nhất thì mình lên được tước vương. Như vậy thì mình sẽ có thể xưng đế trước khi mà mình thống nhất. Nhưng mà thường xưng đế kiểu này dễ bị bad end lắm. Mà thôi kệ, bad end thì bad end, thống nhất là được. Lúc này thì chỉ đợi shipper Triệu Vân idol vận chuyển hàng đến thôi. Phần còn lại giao cho Lữ Bố là được. Ok, hàng tới. Xuất chinh thôi. Bởi vì chơi Lưu Yên thì lại nằm ở phía đông bắc cho nên không chiếm được Kiến Ninh sớm. Chứ thật ra mình thường sẽ tranh thủ chiếm được Kiến Ninh lấy tượng binh. Càng quét bản đồ luôn. Công thủ mạnh, chỉ sợ mỗi hỏa công thôi. Đánh mấy trận mà nằm ở phía nam như thế này chỉ sợ mỗi việc dính độc thôi. Nó rít độc theo thời gian, còn mạnh hơn là dính hỏa công nữa. Đây rồi, cuối cùng cũng hỏi mình muốn xưng đế hay không. Xưng thôi chứ sao giờ. Chơi tới nước này chiếm hết bản đồ rồi, không xưng đế cũng uổng nữa. Còn nếu không xưng đế ở khúc này á, thì khi kết thúc game
nó sẽ báo mình là trung thần, một cái gọi là, có thể gọi là good end đấy. Đây, 47.000 lính. Chỉ cần là thế lực cuối cùng thì thế lực đó chắc chắn sẽ chiêu binh rất là nhiều. Việc công thế lực cuối cùng cũng sẽ là tốn công hơn là những thế lực trước đó. Ngoài việc lính nhiều ra thì nhìn chủ sói cũng là đã căng lắm rồi, Mạnh Hoạch. Vì sao thì do đặc kỹ của Mạnh Hoạch thôi. Tương tự như là đặc kỹ của Tôn Sách, nhưng mà đặc kỹ của Tôn Sách sẽ miễn hoàn toàn sát thương của công lẫn thủ. Thì của Mạnh Hoạch cũng miễn đó, nhưng mà là 50% thôi, nhưng mà tận 5 lượt thay vì 3 lượt của Tôn Sách. Cái lối chơi Mạnh Hoạch đó là kiểu nhân phẩm tốt thì 5 lượt miễn thương hết, còn xui thì dính như thường. Ai mà tự tin vào nhân phẩm của bản thân cao thì nên chơi Mạnh Hoạch. Nhìn vào cái địa hình thôi là mình thấy gần như 100% là dính độc.
Đến giờ thì mình cũng không hiểu rõ cái cơ chế dính độc là như thế nào. Nhưng mà thường nếu mà tấn công từ phía bắc xuống thì hầu như là rất dễ bị dính độc so với các đạo quân thủ hoặc đánh từ dưới lên. Đấy, dính rồi đấy, Chu Du dính liền, rồi lây luôn nữa kìa. Lây qua Tôn Sách luôn, Lữ Bố dính luôn. Trời ơi, cái này là cạn lời luôn. Giờ chỉ hy vọng là chiến thắng mà còn kha khá lính để tiếp tục công kích thôi, chứ cũng không biết sao nữa giờ. Ngoài dính độc ra, nó còn một điều khó chịu khi đánh ở phía nam đó là bùng lúng, dính một chỗ luôn, giống hệt đặc kỹ của bàn thống vậy á. Lỡ mà xui quá mà vừa dính độc vừa bị thiêu đốt mà còn bị dính cái bùn lún nữa nữa thì coi như thôi, thoát ra cho auto nó còn đỡ hơn là tự đánh tay. À mà nãy giờ không để ý, chứ nếu Trúc Chung sử dụng đặc kỹ sớm á, thì sẽ miễn nhiễm với sát thương của thiêu đốt, bởi vì đặc kỹ của Trúc Chung là miễn nhiễm mọi trạng thái thiêu đốt luôn, khắc chế Chu Du lẫn Lục Tôn. Ngoài khắc chế được hai tướng đó ra thì Trúc Dung có tác dụng lớn trong việc đánh chủ tướng hơn là so với một số tướng như Tôn Sách. Bởi vì Tôn Sách có thể miễn sát thương vật lý nhưng thiêu đốt thì vẫn dính, nhưng Trúc Dung thì không. Mỗi tội Trúc Dung lại có thiên hướng sử dụng cung binh đánh tầm xa hơn. Thôi rồi luôn, Lữ Bố dính cháu rồi, không biết sao luôn, hết dính độc lại bị dính bùn lúng cát lúng gì đó. Giờ chỉ hy vọng là Trúc Dung tự chạy tới gần để cho Lữ Bố đánh được thôi, chứ xa quá là chịu. Úi lại ngon, tự động chạy đến cái bên luôn, kết Lữ Bố rồi hay gì á. Ok, đấu võ mồm thư giãn trước khi đánh Kiến Ninh nào. Hy vọng là thắng võ mồm luôn. Rồi, ăn cám luôn hả chứ. Thôi, chắc tập trung đánh Kiến Ninh còn ngon hơn. Ok, chiếm Kiến Ninh thôi. Chỉ là 11.000 lính thôi, cũng không quá khó. Thank you.
回天了。 Giờ thì lại phân vân đi, nên chiêu hàng hay là đánh luôn giao chỉ. Nhưng mà thôi, không lẽ còn một trận cuối mà không đánh đúng không? Đánh luôn. Làm hết nhiệm vụ, thả luôn tù binh, rồi chiến thôi. Ok, trận cuối cùng rồi. Nhưng mà lại không đủ lính, cho nên đem theo ba đạo thôi, để cho Hào Nguyên đi chung Chu Du cho an toàn. Với cái đội hình này bị giảm độ cơ động thì cũng hơi căng. Thắng thì chắc thắng đó, không thắng được thì chiêu hàng thôi. Nhưng mà kiểu thắng khó nhọc.无力回天了。 Ok, và giờ là màn tường thuật trực tiếp từ giao chỉ, trận chiến cuối cùng để thống nhất bản đồ. Với màn thể hiện đầu tiên là Chu Du sử dụng đặc kỹ thiêu đốt lẫn gây choáng, đốt cũng khá khá đấy. Tiếp đến Lữ Bố và Tôn Sách chạy theo sau vì dịch thôi. Tiếp đến thì Chu Du vẫn thể hiện bằng cách thả vũ khí công thành của mình ra, Lữ Bố học theo nhanh chóng. Nhưng còn Tôn Sách thì sao? Câu bộ thì vẫn chưa muốn thả. Tôn Sách thì kiểu để dành một hồi, lỡ mà có bị phá hư hết hai món kia thì còn cái để mà chắn phía trước đúng không? Cho nên để cho hai tướng kia sử dụng trước thôi. Nói thì nói vậy thôi chứ tại Chu Du che thôi, chứ Tôn Sách cũng muốn quăng cái món vũ khí không thành ra lắm đây. Đây rồi. Đấy. Tiếp theo là Lữ Bố sử dụng đặc kỹ thôi, để leo tường thành mà áp sát vào sĩ hối để tiêu diệt nhanh gọn lẹ. Còn một cái phích lịch thì bắn vui vui thôi chứ cũng không có là tâm điểm của trận này được đâu. Nói chứ trận này chắc chỉ mỗi Lữ Bố leo lên được tường thành thôi, còn hai tướng kia đứng phía dưới khó lòng mà leo lên được lắm. Đấy, leo lên cái một, còn hai tướng kia kiểu phân tán sát thương thôi. Chỉ cần anh Bố còn đứng trên tường thành thì trận chiến này mình sẽ thắng.
còn anh bố mà bị tiêu diệt thì thua chắc rồi, chủ sói mà. Nói về thôi chứ hai tướng Chu Du và Tôn Sách cũng đang cố gắng thể hiện mình bằng cách leo lên tường thành. Hiệu quả của Thiêu Đốt trong trận này nó lại không cao do trời mưa, cho nên giờ thì ưu tiên hàng đầu là Lữ Bố tiếp cận được Sĩ Hối càng sớm càng tốt. Giờ thì chỉ trông chờ vào Lữ Bố tiếp cận thôi, nhờ đặc kỹ nên bị đánh hai lần cũng khá là êm. Lúc này chỉ hy vọng là đối thủ không có cái lượt cao hơn thôi, nhưng mà chuyện này rất khó xảy ra bởi vì vị trí của Lữ Bố nó thuộc dạng trung bình thấp á, cho nên nếu mà dính kiểu ngụy báo một cái là cũng hơi bị căng. Nhưng mà không lẽ nhân phẩm của mình tệ vậy sao, cũng đánh được ngon lành nè, nên chắc thắng không thua được đâu. Sĩ Hối cũng chạy đó nhưng mà chạy không xa cho nên tiếp cận dễ, đánh xong lần này cũng còn 500 mấy lính thôi. Với cái tiến trình như thế này thì khoảng 5 ngày nữa, 5 lượt thôi là mình tiêu diệt rồi, thống nhất được rồi. Thống nhất ngay và luôn chứ không đỡ thêm nữa, phóng to ra nè, đó. Thủ vững làm gì mấy em, có đánh đâu, chỉ giết Sĩ Hối thôi. Tiếp tục áp sát vào Sĩ Hối nào. Ủa, kỳ vậy, sao mình chạy tới được. Căng nha, giờ phải tốn thêm vài lượt nữa rồi. Giờ thì phía dưới đổ qua diệt cái đội kỵ binh cái đã, để đảm bảo không bị quấy rối phía sau. Ok, giờ đối thủ đã tạo điều kiện cho mình áp sát thế này rồi mà không áp sát vô nữa thì tệ quá. Ở phía dưới lúc này thì cần Tôn Sách đẩy lùi kỵ binh đối phương đi, chứ không cứ bị áp sát vào Chu Du thế này thì Chu Du ngổng sớm. Tiếp theo thì Lữ Bố đâm một phát. Nào, còn 4 ca linh, ngon. Giờ thì để xem phải được làm gì. Kỵ binh chạy vòng ra sau Tôn Sách, làm gì nhờ. Tệ quá. Lữ Bố giải quyết nào. Còn 2 ca 6 linh, 2 lượt nữa là xong. Kỵ binh phía dưới thì Chu Du Tôn Sách cũng muốn tiêu diệt xong rồi. Nào, tiêu diệt Sĩ Hối thôi nào. Ớ, rồi luôn, ngụy báo xong. Ôi, giờ là không biết bị ngụy báo trong bao nhiêu lượt đây nữa. Thôi thì lỡ dính ngụy báo rồi thì cố gắng cho Tôn Sách leo lên hỗ trợ vậy. Lỡ mà xui Tôn Sách dính luôn ngụy báo nữa thì trận này thua chắc. Ớ, Bành Hoạch có tận 6 lượt lực à, gấp đôi Tôn Sách luôn. Vậy lúc nãy mình nhầm rồi, sorry mọi người. Thôi nào Lữ Bố, hết ngụy báo đi chứ, mình Tôn Sách leo lên là khó lắm. Không có tướng hỗ trợ là mình Tôn Sách không thể nào leo lên được đâu. Phê địch tới tận 5 đạo quân lận mà. Mà cũng còn vớt vát được chút là mặc dù dính ngụy báo nhưng vẫn biết áp sát một Sĩ Hối. Lúc này thì chỉ đợi Lữ Bố hết ngụy báo thôi. Ok, phải vậy chứ. Tấn công Sĩ Hối nào. Đúng vậy, một ca. Ây da, có một ca vậy. Chỉ phải thêm hai lượt à, đừng dính ngụy báo nữa là ngon. Giờ thì Tôn Sách hút một mớ nam. Ố, hên quá, Tôn Sách dính chứ không phải là Lữ Bố. Ok, dùng ngụy báo lên Tôn Sách rồi thì Lữ Bố sẽ không bị dính đâu. Thêm một lượt nữa. Nào, đừng dùng ngụy báo nào. Đúng vậy, đừng dùng. Xong, ngon. Rồi, dứt điểm thôi. Xong, chúng ta đã thống nhất toàn bản đồ. Giờ mà chiêu hàng là 100% luôn á. Đó, bây giờ. Làm luôn mới nhiệm vụ này kìa. Tiếp đến thì nhìn ngắm cái bản đồ mình đã thống nhất nào. Đây, hoàn toàn luôn rồi, thuộc về nhà Hán. Ok, cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Và giờ thì nhìn ngắm cái kết quả của mình đã đạt được. Hẹn mọi người trong những video sau. Bye bye.